Xin chào các bạn, hôm nay nhà vườn Đạt Nhung xin giới thiệu đến các bạn một cây chanh ngón tay. Cây chanh ngón tay này là cây trưởng thành và đã có quả sai như thế này mọi người. Đó, các bạn thấy không, một chùm quả rất là sai luôn. Quả đẹp, cây to, và ở Việt Nam mình chắc chắn là ít ai có thể có khả năng để tạo ra được một cây chanh ngón tay đẹp như bên nhà vườn Đạt Nhung. Cây này quả của nhà vườn Đạt Nhung nhé, một cái màu mà rất nhiều người ưa chuộng, đó chính là màu đỏ. Đây là màu đỏ mọi người nhá. Đó, cái hạt chanh ngón tay ở trong những cái tép chanh là nó màu đỏ, và quả này của mình là có hạt. Hạt này có thể sử dụng nhân giống được bình thường mọi người nhá. Những cây chanh ngón tay nguyên bản đều rất là tuyệt vời. Và nếu mà mọi người muốn là mua cây nhanh có quả thì mọi người mua ngay cây to, hoặc là mình mua cây bé hơn nhưng là cây ghép của bên nhà vườn em nhá. Như lúc này nó chưa chín. Hôm nay nhà vườn chính thức là trồng chậu trồng đất những cây chanh mà đang có trái đẹp như thế này. Cây bên cạnh kia là cây hồng xương ruột đỏ khổng lồ mọi người nhé. Còn đây là cây chanh ngón tay, lá rất là nhỏ. Chanh ngón tay này thuộc họ cam bưởi, nhưng mà lá nó không hề giống đâu, là nó nhỏ nhỏ. Chanh ngón tay có hay còn được gọi là chanh trứng cá hồi này, bởi vì bóp ra bên trong của nó là nó có những cái hạt tép nhỏ như là trứng của cá hồi ấy, và hơi dính. Mỗi một cái màu sắc của quả chanh ngón tay cũng như là cái mỗi một màu sắc và mỗi một cái màu của vỏ quả cũng như là ở bên trong như thế này thì đều đem lại cho chúng ta những cái vị giác và cảm giác rất là khác nhau. Khi ăn thì như cái vị của quả màu hồng này là ngọt ngọt, ngọt ngọt chua chua, còn quả màu vàng là có vị của chua nhiều hơn và hơi hăng nhẹ. Chúng ta sử dụng nhiều trong việc là ăn hải sản và sử dụng trong salad. Các bạn mà muốn mua cây chanh đẹp như thế này thì inbox trực tiếp ngay cho bên nhà vườn Đạt Nhung để sở hữu những cây chanh có quả và có những cái màu mà chúng ta yêu thích nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của bên nhà.